Vâng, nếu quý vị để ý, suốt từ những ngày sau Tết, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc khá là hanh khô. Thế nhưng trạng thái thời tiết này thì sẽ thay đổi từ đêm mai khi mà mưa phùn và nồm ẩm xuất hiện. Và đây cũng là thời tiết đặc trưng trong mùa xuân này. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai trở đi không khí khô sẽ được thay thế bằng khối không khí ẩm. Và giai đoạn sau ngày mùng 2 tháng 2, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Đây là dạng thời tiết rất đặc trưng của giai đoạn đầu tháng 2 với độ ẩm không khí tăng cao, ẩm ướt khó chịu gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, ảnh hưởng sâu đến sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước cũng như là các tỉnh miền Bắc trong tháng 2 có khả năng ở mức sấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Và nhiều khả năng khối không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng. Theo quy luật khí hậu thì cứ tháng 2 hàng năm là tháng chính của mùa đông, do đó không khí lạnh còn tác động mạnh đến nước ta. Nửa đầu tháng thì không khí lạnh ảnh hưởng lệch đông, mang nhiều hơi ẩm từ biển và đất liền, nên thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện nhiều ngày sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn, tập trung về đêm và sáng sớm. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các cửa hàng bán vàng tại Hà Nội thì trong cảnh đông đúc người mua, khi mà nhiều người muốn đợi đúng ngày mới đi mua vàng cầu may, ngày thần tài tức ngày mùng 10 tháng Giêng. Tuy nhiên thì điều khác thường đã xảy ra khi mà người dân Hà Nội lại xếp hàng từ tờ mờ sáng để mua vàng thì ở chiều ngược lại, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đổ xô đi mang vàng đi bán. Trái ngược với cảnh đi xếp hàng mua vàng lấy may, lấy vía trong ngày thần tài ở Hà Nội. Tại nhiều cửa hàng vàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có tình trạng người dân xếp hàng từ sớm. Tuy nhiên đến khoảng 8 giờ tại nhiều cửa hàng vàng rất đông người dân đến xếp để chờ bán vàng. Sáng ngày 31 tháng 1, giá vàng SJC niêm yết tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội đã giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều thu mua nhưng lại tăng 320.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Thông thường thì những lúc giá biến động mạnh hoặc là giao dịch đột biến, các doanh nghiệp vàng sẽ nới rộng biên độ mua bán để giảm thiểu rủi ro. Riêng năm 2022 thì giá vàng vẫn tăng sau dịp viết thần tài, nhưng mà lại trùng thời điểm giá thế giới không ngừng tăng do xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại làm phát kéo dài. Năm nay thì không ít người cho rằng giá vàng sau hôm nay có thể sẽ giảm giống kịch bản quen thuộc của các năm trước. Nên là có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người mang tiền đi bán để mà tránh mất tiền. Trước ngày viết thần tài, cũng có những vụ trộm gây rúng động dư luận bởi sự liều lĩnh, táo tợn của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể ngày hôm nay 31 tháng 1, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phối hợp với công an quận 12 và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12 vào đêm ngày 28 tháng 1 vừa qua. Và điều đáng nói là trước khi đột nhập trộm cắp số vàng rất là lớn này, đối tượng này cũng đã lẻn vào một tiệm vàng ở Bình Dương để trộm cắp tương tự. Đối tượng gây ra vụ trộm là Phạm Văn Nu, sinh năm 1986, quê ở Đồng Tháp, ngụ tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo khai nhận của Nu, vào khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 1, Nu bắt xe ôm từ nhà trọ đến tiệm vàng ở địa chỉ số 367 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, nhằm mục đích là trộm cắp tài sản. Khi tới nơi, Nu đã leo lên cột điện ở phía trước nhà để nhảy qua mái tôn rồi đi bộ qua ban công tầng 1 tiệm vàng. Sau đó đối tượng đã lấy hai cây túc vít, một thanh sắt mang theo trong ba lô, dùng để phá cửa tầng 1 lẻn được vào tiệm vàng, nu lấy toàn bộ số vàng hơn 100 lượng bao gồm nhẫn, dây chuyền, lắc, kiền cổ cho vào ba lô rồi tẩu thoát ra ngoài bằng lối cũ. Khi về lại nhà trọ thì nu cất giấu số vàng ở nhà vệ sinh của sân thượng. Qua giả soát đấu tranh, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ nu tại phòng trọ. Cơ quan Hải sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện. Điều đáng nói, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố Nguyễn Phương Hằng và ba đồng phạm. Sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị viện kiểm sát nhân dân cùng với các cấp truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng ra trước tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và trong vụ án này thì ngoài bị can Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh còn khởi tố Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên của công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với vai trò là đồng phạm giúp sức. Cụ theo kết luận điều tra trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bị can Hằng còn có sự xuất hiện của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim với tư cách là khách mời trong các buổi livestream. À, tuy nhiên thì công an thành phố Hồ Chí xác định chưa có đủ cơ sở khẳng định tiến sĩ luật Đặng Anh Quân có những cái nội dung là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự, nhân phẩm của các cá nhân. Được biết là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 và qua đấu tranh bị can Hằng thừa nhận các thông tin mà bà Hằng phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự về chín cá nhân do bà Hằng đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số bệnh nhân đến tiêm vaccine ngừa dại trên bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt so với ngày thường. Qua khai thác của bệnh sử ghi nhận thì nguyên nhân được xác định là do hầu hết bệnh nhân bị chó tấn công khi mà đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm hoặc thậm chí là người thân. Thông tin từ bệnh viện nhiệt đời bệnh nhiệt đới cho biết, Kỳ nghỉ Tết vừa qua thì bệnh viện đã tiếp nhận và tiêm phòng bệnh dại cho 1.365 trường hợp, đa phần là bị chó dại cắn. Theo các bác sĩ khuyến cáo hiện nay, vaccine thế hệ mới hoàn toàn không có tác dụng phụ lên hệ thần kinh. Tiêm phòng dại là giải pháp duy nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng của người bệnh bị phơi nhiễm. Bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương từ động vật lây sang người bởi chất tiết, thông thường là nước bọt bị nhiễm virus dại. Và hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người đều có thể dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần vừa qua, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận điều trị thành công 10 ca lóc động mạch chủ. Và đang nói là lóc động mạch chủ ở tuyếp A cấp tính là bệnh lý ngoại khoa nguy hiểm và là một trong những nguyên nhân chính gây ra đột tử ở những người khỏe mạnh. Cụ thể trong 10 ca động mạch chủ, thì có 3 ca lóc động mạch chủ tuyếp A cấp tính, 2 ca chấn thương eo động mạch chủ, 2 ca vỡ phình động chủ bụng dưới thận, 3 ca lóc động mạch chủ tuyếp B cấp tính. Lóc động mạch chủ tuyếp A cấp tính là bệnh lý ngoại khoa nguy hiểm. Bệnh thường xuất hiện ở những người có bệnh lý nền cao như huyết áp, một số bệnh bẩm sinh của mô liên kết như hội chứng ma thường xảy ra nhiều hơn khi thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh. Bệnh có các biểu hiện như cơn đau đột ngột vùng ngực hoặc bụng phía sau cột sống thắt lưng, cơn đau đột ngột dữ dội có thể lan từ bụng lên ngực hoặc từ ngực xuống bụng gây choáng ngất, vã mồ hôi lạnh. Các nghiên cứu cho thấy trong ngày đầu tiên có khoảng 20 đến 30% bệnh nhân tử vong, trong 48 giờ đầu có 50%, tỷ lệ sống sót sau một tháng khoảng 10% nếu không được điều trị kịp thời. Thưa quý vị, với sự phát triển của y học, nhiều bệnh lý đã được điều trị bằng can thiệp nội mạch. Tuy nhiên, lắp động mạch chủ tip A cấp tính thì phẫu thuật cấp cứu vẫn là biện pháp duy nhất giải cứu tính mạng của người bệnh. À, nếu mà phát hiện sớm, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể phòng và điều trị tốt loại bệnh đặc biệt phức tạp này. Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo là người bệnh cần loại bỏ các thói quen sinh hoạt có hại như hút thuốc lá, thuốc lào, kiểm soát tốt tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao và hạn chế sử dụng bia rượu.